Chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng giữa ruộng bỏ hoang đấy các bạn này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thả cái bẫy cua. Cái bẫy này là cái bẫy 12 cửa ngục nha các bạn. Làm sao để chúng ta thả nó hiệu quả? Thì đây. Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời các bạn ạ. Nãy mình thả mấy cái là nhọc quá. Thả lên này. Đây mình cố để hướng dẫn các bạn cách thả nhé. Đây là cái lối của cái máy gặt nó đi đây các bạn này. Thì nó sâu nhưng mà nó không sâu lắm, là mình phải đào bùn lên này. Đấy, mình đào bùn lên đấy. Ở đây là cái bẫy của mình này. Tí là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thả cho nhanh nhé. Còn đây mình hướng dẫn thì mình thả. Một tay mình cầm điện thoại nên không được chi tiết lắm. Đây các bạn. Mình sẽ thả, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đấy. Thả như nào nó được. Hôm nay thời tiết miền Bắc mưa đó các bạn ạ. Mưa liên miên gần 2 tháng nay rồi. Đây các bạn ạ. Mình đã đào sâu hơn rồi các bạn nhé. Đây. Toàn bộ lưới của chúng ta là phải ngập dưới nước các bạn ạ. Tại sao lại vậy? Ok, đây các bạn nhìn này. Đấy, nếu mà lổi nhá. Con cá, con cua nó vào đây này. Con lươn, con trạch gì đấy. Vào đây nó có chỗ thở các bạn ạ. Nó thở được nhé. Là nó sẽ lẩn vẩn ở đây. Mà lẩn vẩn đây là nó sẽ có cửa ra các bạn ạ. Đấy, vì thế là mình phải đặt chìm nhé. Chìm. Để trong khi con cua, con cá nó vào nó không có chỗ thở. Nó sẽ bơi dọc này. Nó sẽ ra cái đầu này. Nó sẽ không thể thoát được nữa. Ok. Úi dồi. Mình sẽ chỉnh nước đầu này và mình sẽ tiếp nhé. Ở video lần này mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách thả bẫy 12 cửa ngục này. Và khi chúng ta đi bắt cua, thả bẫy cua chúng ta phải cần mang theo những gì nhé. Ok. Đấy các bạn thấy không? Đó. Nước rất là nụt các bạn ạ. Thì cái dụng cụ đầu tiên là các bạn phải có đôi ủng và một cái quần mưa các bạn nhé, để mặc mình nội nó gạch gọc nó không đâm vào chân là cái thứ nhất. Thứ hai là con rắn con rết nó không thể cắn mình được, với con rắn hổ mang nó cắn cho phát thì các bạn xác định luôn và mình cũng xác định luôn. Đấy các bạn nhìn này, nụt kinh khủng luôn. Đây cái ruộng mình dự đoán là rất nhiều cua các bạn ạ. Theo kinh nghiệm lâu năm của mình. Đây. Đấy ruộng này bỏ hoang các bạn. Ok. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn. À đâu. Mình cần mang theo những gì vào. Đầu tiên là cái quần áo mưa và ủng các bạn ạ. Cái thứ hai là gậy các bạn nhé. Các bạn nên có một cái gậy này. Để các bạn thả, các bạn khèo. Khi các bạn đứng ở trên bờ ao hay bờ sông sâu, các bạn khèo nhé. Đây này. Một đầu gậy thì à. Các bạn cắm một cái đinh này. Đấy. Khi mình thả ra rồi thì mình khèo nó vào. Vào chân bờ nhé. Mình khỏi phải lội xuống dưới. Ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thả. Như là cho nhanh nhé. Rồi. Được, ok. Sự phải chi thả các bạn thật là quá nhọc các bạn. Đây là sơ lược qua cái bẫy bắt quái của mình này. Đó. Nó có những cái cửa ngang ngang các bạn nhé. Mình sẽ thả các bạn xem nào. Đầu tiên các bạn ngắm một đầu nhá. Và mình nhắm mạnh một phát. Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Mình làm lại lần hai nhá. Đây các bạn. Các bạn phải cầm lên một đầu thật chặt nhá. Nào mình nhắm nào. Ui hồi.
sự là nhọc lắm các bạn, không đơn giản đâu nhé các bạn. Mình thì cứ chia sẻ thật với các bạn những cái kinh nghiệm mà mình đã bắt sau bao nhiêu năm tháng đấy, và nó phải được các bạn nhé. Tất cả là phải chìm xuống, chỉ thò mỗi hai cái đầu này, này. Hai cái đầu của bẫy thì các bạn buộc chặt và các bạn bỏ cái chai vào nhé, để cho nó nổi lên các bạn ạ. Đấy, nó nổi lên thì con cua con cá nó sẽ chuồn ra đây, nó thở, nó chỉ luẩn quẩn lên thôi, nó không ra cái chỗ giữa này, ra chỗ giữa này là mất ngay. Rồi, ok, chúng ta lại kia chỉnh đằng kia nhé. Các bạn phải nhớ một điều sống còn đó là gì các bạn biết không? Phải giấu thật kỹ, nếu không là mấy anh núi tặc sẽ lấy mất ngay. Mình giấu, mình sẽ giấu này, cái bụi cây núi, cây núa này. Đó. Đó. Ok, các bạn nhìn này, đồng quê lúa này, có thích không các bạn? Mình thích lắm các bạn ạ. Không biết sau bao nhiêu chục năm nữa sẽ thế nào đây. Rồi mình mới các bạn ủng hộ kênh cho mình nhé. Và để xem đón xem video tiếp theo của mình ngày mai, chúng ta sẽ thu hoạch được những con gì nhá. Ok.